Rồi, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một bài báo đọc về một nội dung đang rất hot, đó là những chiếc iPhone. Các bạn ở bên Nhật, các bạn đã mua iPhone về chưa ạ? Các bạn nghe thấy không ạ? Rồi. Rồi, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc báo ở trên kênh NHK New Easy nhé mọi người nhé. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào bài đọc ngày hôm nay nhé mọi người nhé. Chào các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc một bài báo về iPhone, và trong đó nó có một cái tính năng mà có thể là các bạn sẽ hơi chưa nghe quen đâu, nhưng mà bên tiếng Việt thì cô chưa nghe quen cái khái niệm này, đó là CCAI cả hay ta smartphone cả huy tế được. Ok, cái chủ đề của chúng ta có bạn họ tên bạn ý ghi là Papuru ga suki. Papuru là gì em? Apuru chứ đúng không? Ừ, đây cái tên của cái công ty Apple sẽ là Apuru nè. Ok, và cái câu tiêu đề của chúng ta gì nhỉ? CCAI nè. Các bạn biết từ CCAI là gì không? CCAI nó là cái trí tuệ nhân tạo mà là tạo sinh ý mọi người. Nó lấy nguyên từ âm Hán Việt này, và nếu mà các bạn tra tiếng Việt của chúng ta sẽ ra được cái khái niệm đó là trí tuệ nhân tạo tạo sinh nhé mọi người nhé, AI tạo sinh, được chưa nào? Thì cái tạo sinh đấy, cái AI tạo sinh đấy nó là cái gì? Thì nó là cái gì thì trong này chút nữa người ta sẽ giải thích cho chúng ta đấy nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc nhá. Để cô sẽ chia. Rồi, sang bên này một chút, đúng không? Rồi, các bạn cùng nhau nhìn cho cô nhá. Đây, từ đây đúng không? Rồi, các bạn nhìn được không ạ? CCAI và ですね. CCAI は文章や絵などを自動で作ることができますね。Câu này các bạn hiểu là gì ạ? Chủ ngữ của chúng ta là gì ạ mọi người? Chủ ngữ chúng ta ở đây. CCAI ですね. Cái AI tạo sinh ấy, thì nó là như thế nào ạ? Đây là một cái câu viết là cái câu đơn đúng không mọi người? Câu đơn thì chúng ta sẽ thấy là gì nhỉ? Hay, có thể tạo ra cái gì ạ? Tạo ra cái văn bản hoặc là những cái bức tranh bằng cách là gì nhỉ? Làm tự động nhé mọi người nhá. Ok, bằng cách là làm tự động. Hay, câu đầu tiên rất là dễ đúng không mọi người? Ok chưa? Tiếp tục này. Sai kin CCAI ga haitta smartphone ga hui te imasu. Rồi, các bạn thấy câu này là câu như thế nào ạ? Rồi, có một cái câu đó là gì nhỉ? Gần đây đúng không ạ? Gần đây thì cái gì ạ? Cái câu này vị ngữ của nó sẽ là hui te imasu nhé. Đây là hui te imasu. Cái gì đó tăng lên thì sẽ là cái danh từ này. Các bạn thấy trong một cái câu mà thấy có hai cái từ ga này, chúng ta sẽ xác nhận xem là cái nào nó mới là cái chủ ngữ của chúng ta, thì mình sẽ thấy là dưới đằng sau đúng không? Dạo gần đây thì những chiếc điện thoại thông minh, cái mà nó có tích hợp cái gì ạ? Cái mà nó có tích hợp cái gì ạ? Cái AI tạo sinh á, thì nó đang ngày càng nhiều lên nhá. Huế tì mát nè. Hay, ok. Tiếp tục này, các bạn thấy đến ngày hôm nay chúng ta thấy tiến bộ hơn rồi đúng không? Tiến bộ hơn chưa? Ừ, Nguyễn Bảo Long nhờ luyện đọc mỗi ngày thì em đọc nhanh hơn một chút rồi ạ. Ok. Tiếp tục này. America no Apple wa kokono ka atarashii iPhone wo hapyou shimashita. Hôm nay các bạn thấy câu nó rất là dễ đúng không? Câu đơn, toàn là câu đơn thôi. Chủ ngữ của chúng ta là gì đây? Đây đúng không nào? Hãng Apple của nước Mỹ ấy, thì họ đã hapyou. Các bạn có nhớ hôm trước cô nói cái hapyou là gì không? Bình thường sẽ là phát biểu đúng không? Còn trong trường hợp này chúng ta sẽ có thể dịch là gì nhỉ? Công bố ra nhá. Công bố ra gì ạ? Công bố chiếc iPhone mới vào ngày mùng 9 vừa qua nhá. Kokonoka iPhone atarashii iPhone wo hapyou shimashita. Ii desu ne. Tiếp tục này. Kono iPhone wa OK. Apple no CCAI wo tsukau koto ga dekimasu. Hay. Câu này nghĩa là gì đấy nhỉ? Cái iPhone này thì nó có thể đúng không? Chúng ta học rất là quen thuộc cái ngữ pháp là nani nani veru koto ga dekimasu ne. Có thể gì ạ? Có thể sử dụng cái gì đấy, cái tính năng gì ạ? AI tạo sinh của hãng Apple, đúng không nào? Hay. Và tiếp tục nhá. Moratta mail no naiyou ga sugu wakaru yoni bunshou o mijikaku shitari
写真から絵文字を作ったりできます。ね。Câu này mình sẽ hiểu là gì à mọi người? Câu này mình sẽ hiểu là gì à? Ừ, câu này chúng ta sẽ thấy là gì nhỉ? Cái câu này sẽ tách ra hai vế đúng không? Ừ, nó có thể làm cái gì đó để thế nào đó. Nhá, cái từ yoni chúng ta sẽ dịch là để thế nào đó. Bây giờ để gì ạ? Để có thể ngay lập tức hiểu được sugu wakari yoni. Nhá, để có thể ngay lập tức hiểu được cái gì ạ? Nội dung của bức mail cái mà chúng ta nhận được. Thì gì đấy? Thì chúng ta thấy có cái vế câu là nani nani shitari, nani nani shitari dekimasu ne. Vetari, vetari là cái cấu trúc mà liệt kê ấy mọi người. Thì cái iPhone, cái tính năng mà AI tạo sinh này, nó có thể gì ạ? Có thể làm cho cái văn bản này nó ngắn lại. Bưng số mijikaku suru. Ok. Và hai là gì nhỉ? Nó có thể tạo ra những cái icon, emojis, những cái icon hình vẽ từ những cái bức ảnh. Được chưa nào? Rồi, tiếp tục nha. Koe de Apple wo ugokasu Siri wa hito ga sukoshi machigaete hanashitemo mondai naku kotaemasu. Các bạn biết cái Siri không ạ? Hey Siri đúng không? Ờ, cái Siri, cái con Siri ấy, cái mà nó khởi động, nó chạy cái app bằng giọng nói ấy, thì đây là chủ ngữ của chúng ta đúng không? Thì thế nào ạ? Dù thế nào đó thì nó vẫn thế nào đó được. Dù gì đấy? Hito ga sukoshi machigaete hanashitemo là dù có nói nhầm một chút. Được chưa nào? Nói nhầm một chút. Dù có người mà chúng ta nói với con Siri nói nhầm một chút thì nó vẫn có thể trả lời mà không vấn đề gì. Các bạn thấy nhá, có rất là nhiều những cái cách diễn đạt thú vị mà chúng ta có thể học được ở trong những cái bài đọc như này, đúng không? Hito ga sukoshi machigaete hanashitemo, đúng nào, nói nhầm một chút thì vẫn có thể trả lời mà mondai naku kotaemasu. Có thấy nhiều từ, cách dùng từ hay không? Ok, tiếp tục này. Kaisha wa Nippon dewa desu ne. Bây giờ chúng ta đọc là Nihon. Ok, nhưng mà trong nó có một cách đọc nữa là Nippon mọi người nhá. Kongetsu 20 kara atarashii iPhone wo uri hajimemasu ne. Câu này nghĩa là gì ạ? Công ty này thì làm sao ạ? Công ty thì ở Nhật Bản, Nihon dewa desu ne. Ở Nhật Bản là từ ngày 20 của tháng này. Kongetsu 20 kara desu ne. Thì sẽ bắt đầu uri hajimeru. Chúng ta có cái cấu trúc ngữ pháp là vemasu, bỏ masu cộng với hajimeru. Nghĩa là bắt đầu làm cái gì đó đúng không? Bắt đầu bán ra những chiếc iPhone mới. Ok chưa nào? Tiếp tục này. 来月から英語で AI を使うことができますね。Và từ tháng sau thì sẽ có thể sử dụng cái AI bằng tiếng gì ạ? Bằng tiếng Anh. Hôm nay toàn những câu dễ quá nhỉ mọi người nhờ. Và câu tiếp theo của chúng ta này. 日本語では来年から使うことができるようになる予定です。Và chúng ta học ngữ pháp là 何々予定です rồi đúng không nào? Và có cái dự định rằng là công ty sẽ có cái dự định gì đây ạ? Theo lịch trình là với cái việc mà sử dụng bằng tiếng Nhật ấy, được chưa nào? Với cái việc mà sử dụng bằng tiếng Nhật thì tức là từ năm sau sẽ có thể sử dụng bằng tiếng Nhật. Tức là năm nay iPhone ra mắt đúng không? Từ tháng sau thì có thể sử dụng AI này bằng tiếng Anh, thì còn sử dụng bằng tiếng Nhật sẽ là từ năm sau. Bao từ năm sau nhá. Và câu cuối cùng của chúng ta này. America no group ya Hankook no Samsung Denshi desu ne. Samsung Denshi ni mo seisei AI ga haeta smartho ga arimasu ne. Và gì ạ? Ở cả đâu ạ? Cả hai cái chỗ này. Ở bên Google. Các bạn biết Google là ở đâu không? Google là ở đâu ạ? Bao giờ sử dụng ở tiếng Việt hả? Google là ở đâu ạ mọi người? Ở bên Google của Mỹ và bên điện tử Samsung để các bạn nhìn thấy cách đọc ở bên tiếng Nhật chưa, của Hàn Quốc thì cũng có những cái loại smart home, những cái loại điện thoại thông minh mà có tích hợp cái AI tạo sinh này, cái trí tuệ nhân tạo tạo sinh nhé mọi người nhé. Thì quay trở lại, các bạn nhớ cho cô này, cái trí tuệ nhân tạo tạo sinh là cái gì thì nó ở trên này, được chưa nào? Là cái tính năng mà có thể tạo được văn bản đúng không, tạo được văn bản một cách ngắn gọn, hoặc là tạo được
icon, emoji từ những cái hình ảnh. Được chưa? Đấy. Thế thì, đấy, ngày hôm nay bài đọc của chúng ta chỉ có như vậy thôi. Mỗi ngày chúng ta học cùng với cô một tí như này đúng không? Có hôm bài dễ, có hôm bài khó, hôm nay một bài khá là dễ nhở? Hôm nay các bạn thấy có hiểu hết 100% không ạ? Mọi người thấy có dễ hiểu bài không? Có đúng không? Thế thì, đấy, cứ duy trì cố gắng cái thói quen học như thế này. Mỗi ngày tích một xíu nhá. Thì hết tháng 9 này, cố gắng là luyện cùng với cô thêm một vài bài đọc hiểu nữa, bài đọc báo như này nữa để tăng thêm vốn từ vựng cho cô nha. Hay, và các bạn nhớ ấn like và share livestream để giúp cô, và bạn nào mà chưa theo kịp thì nhớ xem lại nha. Ok, bye bye.